bị bỏng đến biến dạng mặt. Cô gái lột xác xinh đẹp vì tài năng thiên bẩm. Nini, cô bé đến từ Hà Nam, Trung Quốc, gặp biến cố bỏng gần như toàn thân khi chỉ vừa tròn 1 tuổi rưỡi. Vết thương trải dài khắp trên người cô, đặc biệt là ở vùng mặt, khiến lũ trẻ trên trường và trong xóm sợ hãi cô, gọi cô là con quỷ xấu xí. Mặc cảm, tự ti và tuyệt vọng đến mức Nini chỉ chụp một bức ảnh thẻ duy nhất, ngoài ra không chụp bức ảnh nào khác. Nhưng trong cuộc sống luôn có những phép màu xảy ra. Ông trời đã lấy đi vẻ bề ngoài của cô, nhưng để lại cho cô đôi bàn tay khéo léo. Nini đã tự học make up, trang điểm cho chính bản thân mình. Ban đầu, việc trang điểm của cô rất khó khăn vì di chứng của những vết bỏng khiến đôi bàn tay của cô bị run khi cầm những dụng cụ trang điểm. Chưa hết, khi nhìn lâu, nước mắt của cô hay bị chảy ra khiến cho cô rất khổ sở. Nhưng với khả năng tìm tòi và học hỏi của mình, giờ đây, Nini đã là cô giáo dạy make up có tiếng tại đất nước tỷ dân, giúp cho rất nhiều người có việc làm. Có điều kiện kinh tế, Nini cũng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã loại bỏ những vùng da thừa của vết bỏng cũ, mở to góc mắt để hài hòa hơn với khuôn mặt. Nini đã tự tin chụp hình đăng lên trang cá nhân của mình, được mọi người yêu thích và phản hồi tích cực. Ông bà thấy sao về sự nỗ lực phi thường của cô gái này? Hãy comment để lại ý kiến dưới video của tôi nha ông bà ơi!